Thay Park nhận vinh dự ở trận tuyển Việt Nam giao hữu Hàn Quốc. Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Park Hang-seo sẽ đến sân World Cup Seoul để cổ vũ các học trò của ở đội tuyển Việt Nam giao hữu với chủ nhà Hàn Quốc. Ngày 17 tháng 10, tờ Naver Sport cho hay, trận giao hữu quốc tế Hàn Quốc, Việt Nam, 18 giờ ngày 17 tháng 10, sân World Cup Seoul sẽ có các khách mời đặc biệt, bao gồm Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo sẽ cùng với Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, Chung Mong-gil có mặt tại sân động viên hai đội. Đây là lần đầu tiên ông Park cổ vũ một đội tuyển nước ngoài mà mình từng huấn luyện tại một trận đấu quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc, Naver Sport thông tin. Cũng theo tờ báo, trong thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến khi kết thúc hợp đồng tháng 1 năm 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo là người thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi giúp các đội tuyển quốc gia chạm nhiều cột mốc mới ở giải quốc tế. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đến nay, ông Park vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các học trò, luôn thu xếp thời gian tới sân cổ vũ mỗi khi họ chơi bóng tại Hàn Quốc, Naver Sport cho thêm. Trận đấu ngày 17 tháng 10 tới là hoạt động cuối cùng của cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc trong đợt FIFA Day tháng 10 năm 2023. Trước đó, tuyển Hàn Quốc hạng 26 thế giới thắng đậm Tunisia hạng 29, 4-0, còn Việt Nam hạng 95 thua Trung Quốc hạng 80 và Uzbekistan hạng 75 với cùng tỷ số 0-2. Ông Philip Trausier bị mất niềm tin, vì sao? Có thể niềm tin vào ông, Philip Trausier sẽ bị mất thêm nhiều hơn nữa sau trận đội tuyển Việt Nam DTVN thi đấu giao hữu với đội chủ nhà Hàn Quốc vào ngày mai ngày 17 tháng 10. Chỉ có phép màu, đội tuyển Việt Nam với thực lực, tinh thần, thể trạng cùng lối chơi như hiện nay dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philip Trausier mới có thể hòa chứ đừng có mơ đến thắng trước Hàn Quốc. Đội đang xếp hạng 26 FIFA hơn Việt Nam đến 69 bậc. Bóng đá Việt Nam đã sa sút từ khi còn huấn luyện viên Park Hang-seo. Không thể phủ nhận ông Park Hang-seo là huấn luyện viên giỏi. Chính ông đã đem lại vị thế mới cho bóng đá Việt Nam không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn ra châu Á. Với thành tích vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thế nhưng ông Park cũng may mắn khi đến Việt Nam đúng lúc xuất hiện một thế hệ tài năng. Cũng được đánh giá là xuất sắc đồng loạt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi những nhân tố mới. Trẻ trung này đã giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào vòng chung kết World Cup U20 Thế giới 2017, Á quân giải U23 châu Á 2018, bán kết Olympic 2018, vô địch AFF Cup 2018 và cả chiếc huy chương vàng SEA Games 2019, chiến tích mà bóng đá Việt Nam phải đợi đến 60 năm mới có được. Kể khi tính chiếc huy chương vàng đạt được tại SEA Games đầu tiên tổ chức năm 1959. Chính vì lẽ đó, dù chỉ là vị trí Á quân của một giải châu Á, ở độ tuổi U23 hồi đầu năm 2018 cũng đủ khiến người dân Việt Nam xuống đường ăn mừng như người dân Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Tây Ban Nha tràn ngập đường phố ăn mừng đội tuyển quốc gia của họ vô địch thế giới. Từ bóng đá Việt Nam đến bóng đá thế giới đã lý giải vì sao ở khu vực Đông Nam Á, người Việt Nam vui nhưng không bùng nổ dù thể thao Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games. Ngược lại, người dân Đông Timor cũng đổ ra đường ăn mừng dù vận động viên của họ chỉ đoạt được huy chương bạc SEA Games. Nhắc lại chuỗi thành tích của bóng đá Việt Nam, cũng như phát họa lại niềm vui từ bóng đá đỉnh cao thế giới đến bóng đá Việt Nam, đồng thời so sánh niềm vui giữa Việt Nam, Thái Lan với Đông Timor ở SEA Games, chúng ta mới thấy. Ông Park thật may khi đến đúng lúc niềm tin của người hâm mộ dành cho bóng đá Việt Nam đang ở mức thấp nhất trên mọi đấu trường. Đó là chưa kể chuyện trọng tài có vấn đề. Bạo lực, liên minh dàn xếp tỷ số ở V-League vẫn ngang nhiên tồn tại. Giờ đây, cái bóng thành tích của ông Park quá lớn, khiến cho bất kỳ ai trở thành huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam thời kỳ hậu Park Hang-seo đều dễ dàng bị đem ra so sánh. Tuy nhiên vui quá hóa quên hay cố tình quên hoặc không để ý mà không ít người không còn nhớ thành tích, bóng đá Việt Nam đã sa sút từ khi ông Park còn huấn luyện viên. Sau danh hiệu vô địch duy nhất ở cấp đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2018, sau đó đội tuyển Việt Nam đưa huấn luyện viên Park dẫn dắt đã thua Thái Lan. Đội sau đó vô địch liên tiếp ở hai kỳ AFF Cup 2020-2022. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam xếp vị trí cuối cùng với 4 điểm sau 10 trận. Ông Park đã thành công với dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng lối chơi phòng ngự phản công, nhưng với đà đi xuống dần đều, bóng đá Việt Nam cần đổi mới để thoát ra khỏi khu vực Đông Nam Á, hướng ra châu Á. Bằng lối chơi kiểm soát bóng như huấn luyện viên Trausier đã và đang chuyển đổi để bóng đá Việt Nam phù hợp với xu hướng phát triển của bóng đá thế giới là đúng chứ không sai. Nhưng vì sao chưa thành công khi VFF đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, khó thể trước mọi yêu cầu của ông Trausier
xuyên suốt 7 tháng qua. Kể từ khi ông Trossier chính thức bắt tay làm việc với bóng đá Việt Nam từ đầu tháng 3 năm 2023, thế hệ tài năng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam xem lại mình. Dàn cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai nổi đình nổi đám từ giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013, rồi đồng loạt được thi đấu từ V-League 2015 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương hay những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Đức, Xuân Mạnh, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung. Hà Đức Chinh đều sinh trong khoảng thời gian từ 1995 đến 1997, còn ai giữ được phong độ đỉnh cao. Dù rằng có đến vòng chung kết World Cup 2026, lớn tuổi nhất cũng chỉ là 31, mà với bóng đá ngày nay, ngưỡng 30 vẫn còn chơi tốt, thậm chí còn là trụ cột ở các đội tuyển quốc gia. Trẻ hơn là những Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Phạm Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh. Sinh năm 1998 đến 1999 chỉ có Hoàng Đức, Tuấn Hải là khẳng định tài năng cùng phong độ rất ổn định. Ngược lại, phong độ Việt Anh thất thường, Văn Hậu thì liên tục chấn thương và phong độ không còn được như trước khi ra nước ngoài thi đấu ở Hà Lan. Đáng lo hơn nữa đó là trường hợp của Quang Hải, anh không chỉ sa sút và chưa tìm được lại phong độ. Kể từ khi qua Pau FC thi đấu mất hút trong một năm mà còn liên tục chấn thương, Quang Hải đã được xác định rách bắp chân phải và cần nghỉ thi đấu khoảng một tháng sau chấn thương ở trận đội tuyển Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 ngày 13 tháng 10. Quang Hải sẽ vắng mặt trong trận giao hữu với Hàn Quốc ngày 17 tháng 10 và nếu theo chẩn đoán, thì nhiều khả năng Quang Hải sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam hai lượt trận đầu vòng loại của World Cup 2026 gặp Philippines ngày 6 tháng 11 và Iraq ngày 21 tháng 11 ở cấp câu lạc bộ. Quang Hải sẽ không thể cùng đội Công an Hà Nội thi đấu 3 trận đầu tại V-League 2023 đến 2024 khi lần lượt gặp Quy Nhơn, Bình Định 22.1, Hoàng Anh Gia Lai 28.1 và Hà Nội FC 3.11. Tuổi thọ trong đời sống cùng tuổi nghề trong thể thao ngày nay đã dài lâu hơn xưa, do vậy khi đa số các cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam đồng loạt sa sút, hiện tượng là so với thế giới bóng đá, thì bản thân các cầu thủ Việt Nam phải xem lại mình và lý giải vì sao. Tre chưa già đã héo, mà măng thì chưa mọc. Hiểu rõ thực trạng bóng đá Việt Nam khi đã có 3 năm làm việc ở trung tâm đào tạo bóng đá PVF 2018 đến 2021, nên huấn luyện viên Trossier mới đưa ra dự án 100 cho bóng đá Việt Nam khi hướng về World Cup 2026. Dự án 100 là 100 tài năng bóng đá Việt Nam với sự pha trộn giữa cựu binh với tân binh. Tuy nhiên như phân tích ở trên, cựu binh chưa già đã sa sút phong độ và chưa biết có trở lại được hay không. Còn những cầu thủ trẻ lại chưa khẳng định được mình ở V-League. Đó là chưa kể hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa thể giúp các cầu thủ đỉnh cao có nhiều trận thi đấu trong một năm, huống chi là trẻ. Đó là chưa kể những trúc trắc còn tồn động ở hai giải hàng đầu của Việt Nam là V-League, hạng nhất khi vẫn phải dừng giải liên tục để dành thời gian cho các giải trẻ. Với bối cảnh này, ông Trossier đã đến với bóng đá Việt Nam giữa muôn trùng vây khó khăn. Ông muốn kết tinh, nhưng lực bóng đá Việt Nam có giới hạn. Ông đã tuyển chọn, ưu tiên sử dụng trẻ để hướng tương lai mà ông chưa trộn lẫn giữa kinh nghiệm cựu binh với sức trẻ của tân binh. Dẫu sao tất cả mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị, nhưng chỉ còn một tháng nữa là đến giờ G vòng loại World Cup 2026. Thành tích là quan trọng, nhưng cần phải hiểu rõ bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện nay để có những đánh giá hợp tình hợp lý hơn. Khi nhận định về ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hiện nay, nếu đội tuyển Việt Nam không đạt được chỉ tiêu vào vòng 1/16 ASEAN, Châu Á 2019 hay vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, thì lỗi không chỉ thuộc về mỗi huấn luyện viên Philip Trossier. Hãy liên hệ huấn luyện viên Jose Mourinho, người đặc biệt nổi tiếng với chiến thuật đổ bê tông cùng lối chơi thực dụng này đang ở đâu. Ông đang dẫn dắt đội trung bình Roma ở Ý. Trong khi những huấn luyện viên tư tưởng kiểm soát bóng như Pep Guardiola, Carlo Ancelotti đang ở đâu. Cả hai đang dẫn dắt hai câu lạc bộ hàng đầu thế giới Manchester City, Real Madrid.